Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết ấm áp, bà con nông dân huyện Lục Yên đã xuống đồng sản xuất vụ xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày này, trên khắp các cánh đồng thuộc xã Yên Thắng, bà con nông dân tập trung ra đồng nhổ mạ cấy lúa xuân để đảm bảo thời vụ. Vụ xuân này, gia đình bà Nguyễn Thị Tấn, thôn Làng Già, cấy hơn 7 sào lúa G02. Thời điểm trước Tết, thời tiết nắng ấm, việc lấy nước đợt 1 và đợt 2 thuận lợi. Do vậy, gia đình đã hoàn thành làm đất, đổ ải và gieo mạ. Ngay sau Tết Nguyên đán, gia đình bà đã ra đồng cấy lúa theo đúng khung lịch thời vụ. Gia đình tôi thì là có 7 sào. Thế thì ăn Tết xong thì hôm mùng 4 là gia đình tôi chuẩn bị đất để chuẩn bị cấy. Thì coi như là phân do mới lại đến giờ phút này là gia đình tôi cấy cũng được 2 phần rồi. Thế còn một phần nữa thì chỉ một ngày 1, ngày 2 nữa là gia đình nhà tôi cấy xong. Vụ này gia đình chị Phạm Thị Nụ ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cũng gieo cấy hơn 7 sào lúa G02. Nhờ làm đất và che chắn mạ cẩn thận từ trước Tết nên đến nay đảm bảo cho việc gieo cấy toàn bộ diện tích lúa đông xuân. Khai xuân là cả nhà là cấy vào hôm 6, cả nhà cấy diện tích thì nhà này là có 7 sào. Thì năm nay ấm thì cấy thì cũng thuận tiện thôi, không có mưa gió thì cả. Là ăn Tết xong ai cũng vẻ là cấy nốt. Còn trong năm thì cấy được một ít, ăn Tết xong là mùng 6 là bắt đầu cấy, là cấy nốt. Vụ đông xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo cấy 3.400 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm trên 40% với các giống chủ yếu là Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, Thái Xuyên 111, Thiên Ưu 8. Ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện làm tốt việc cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu đầy đủ cho bà con nhân dân. Đồng thời phân công cán bộ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa cho bà con nông dân. Tính đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy được khoảng 50% diện tích. Sau khi mạ vụ xuân đã được gieo cấy thì trung tâm sẽ chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên ở cơ sở hướng dẫn bà con các cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh diện tích lúa sau cấy, đặc biệt là hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ ốc bươu vàng cũng như là một số bệnh hại chính trong giai đoạn lúa mới cấy, ví dụ như bệnh khô vằn, sâu đục thân và rồi đục nõn. Với sự sát sao trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và sự chủ động bắt tay ngay vào sản xuất từ những ngày đầu xuân năm mới của các địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Lục Yên tiếp tục giành một vụ mùa bội thu.